Mà con về xin chào cho ma à. Thế Lan hôm nay thế nào? Cảm giác thế nào? Cảm xúc thế nào? Về em cảm thấy em hơi mệt, Hơi mệt hôm hả? nay đau nơi nãy mình đau qua bụng mất. Đến kỳ hả? Thế Lan Anh đi làm anh thấy có vui không? Nên cả đông người này mua hơn nên rất là vui, rất vui thì em đạp bạn mới á. Lan Anh có thích đồng nghiệp của Lan Anh không? Có mối quan hệ tốt với nhau không? Có Có mối quan hệ tốt hả? Có mâu thuẫn gì với nhau không? Có cãi nhau nữa không, bình thường không? nữa. Không, bình thường hả? Rồi, chị Mai vừa mới nói chuyện với lại cô Nhung với cô Michelle. Thì Lan Anh có muốn nghe nhận xét không? Sẽ là mà sẽ đánh đá là bình thường mà là em làm mà gặp bán đó. Thế Lan Anh nghe nhận xét, Lan Anh có buồn không? Nếu người ta góp ý cho Lan Anh có buồn không? Không. Không buồn nha. Mình mở mở lòng mình ra. Mình nghe nhận xét để mà mình tốt hơn, đúng không? Mình tốt hơn thì mình sẽ là nhân viên tốt. Nhân viên tốt có mối quan hệ tốt với mọi người thì mình sẽ có công việc lâu dài. Còn nếu mà người ta góp ý cho mình mà mình không có mở rộng lòng mình lắng nghe, mình không thay đổi thái độ của mình thì mình không có mối quan hệ tốt với mọi người thì người ta không có muốn mình làm việc nữa, đúng không? Vậy là em mới thể làm Làm theo hướng theo mọi dẫn đúng không? Rồi bây giờ chị Mai chia sẻ với Lan Anh những cái góp ý nha. Lan Anh có sẵn sàng nghe không? xin sang Sẵn sàng. Nghe xong rồi có buồn không? xem mà lại em vui rồi, không nên buồn rồi lại gãi lớn rồi mừng gì. Thì Lan Anh, chị Mai với Lan Anh chỉ có 40 phút để nói chuyện với nhau thôi. Nên là những cái mà Lan Anh đã làm tốt rồi, những cái lời khen ngợi thì chị Mai sẽ bỏ qua một bên. Chị Mai sẽ không có khen nữa. Chị Mai sẽ nói những điểm mà Lan Anh làm chưa tốt để Lan Anh có thể cải thiện thêm thì sẽ tốt cho công việc của Lan Anh, đúng không? Thì buổi ngày hôm nay là mình chỉ nói về những lỗi và những gì mà Lan Anh chưa làm tốt để Lan Anh có thể cải thiện thêm. Còn những gì mà làm tốt thì Lan Anh biết rồi thì chị Mai không cần phải khen nữa nhé. Được. Nói chung là Lan Anh là rất đáng khen, nhưng ngày hôm nay trong một cái thời gian rất là có hạn thì mình chỉ tập trung mình trao đổi về những điều chưa tốt thôi, chịu không? Và khi mà nói tới những điều mà chưa tốt hoặc những cái lỗi mà Lan Anh đã làm ở trong công việc á mà Lan cảm thấy trong tim cảm thấy khó chịu quá thì Lan nhắm mắt lại, Lan thở một hơi dài. Rồi, sau này Lan Anh bảo là tôi quyết tâm sẽ làm tốt hơn, được không? Rồi, Lan nói theo chị Mai nha. Tôi Tôi quyết tâm, làm tốt hơn. tôi quyết tâm để mà được thôi. Làm tốt hơn. Làm tốt hơn. Làm tốt hơn. Đúng rồi, lại nha. Tôi quyết tâm.
Tao quyết tâm tốt hơn, làm tốt hơn. Trời đất, không đồng ai cõi. Trời đó nha, mày nói. Ta quyết tâm tôi tốt hơn. Rồi lại nha. Tôi quyết tâm làm tốt hơn. Ta quyết tâm tôi rất rất tốt hơn. Làm tốt hơn. Đẹp đó. Trời ơi, đẹp tốt hơn nữa trời. Nha. Tôi Anh quyết tâm làm tốt hơn. chủ nhất là tôi quyết tâm tôi là làm tốt hơn. Hay quá. Rồi, lại một lần nữa nè. Tôi quyết tâm làm tốt hơn. Tôi quyết tâm tôi lập đặt tốt hơn. Ừ, làm trong từ làm việc á, tôi quyết tâm làm việc tốt hơn. Cũng được. Tôi quyết tâm làm việc tốt hơn. Rồi, hai, ba. Trời, hô khẩu hiệu mà làm như đi đánh Tao quyết tâm đôi đừng biết đâu không. quá. Giỏi quá. Nói lại ba lần cho thật là suôn sẻ nha. Tôi quyết tâm. Tao quyết tâm tôi làm việc tốt hơn. Lần thứ hai. Tao quyết tâm tôi làm việc tốt hơn. Lần thứ ba. Tao quyết tâm tôi làm việc tốt hơn. Rồi, ok. Bây giờ cho chị Mai hỏi công việc của Lan Anh ở Châu Ma bây giờ gồm những gì? Nhiệm vụ của Lan Anh là làm những gì? Thứ nhất là làm gì? À, đâu nhà vệ sinh Thứ hai. rồi trắng Thứ ba. gò bán Thứ tư. nương bán Thứ năm. hấp trường ấp là Thứ sáu. cách bán Cái gì? cách bán Các bạn. Thứ bảy. dao Thứ tám. lau bằng thức Lau gì? lau À, thức công thức. Thứ chín. lau dao Thứ mười. cô chị bác nên là Rồi đấy. Lau khô rồi. Thứ mười một. có là có đợi có để cố gắng hơn Rồi, thứ 12. xong ha Có làm bánh sandwich có hết rồi ta cảm ơn hơn hết rồi không? Rồi, ok. Thế mấy giờ Lan Anh đi làm nào? khoảng 7 giờ. 7 giờ là Lan Anh rời nhà đúng không? Mấy giờ Đang thì gọi Lan mà Anh đến nơi? đến nơi là đạt khoảng 7:30 rồi đến nơi Đến nơi xong rồi Lan Anh làm gì? lâu nên em mới nói thì mới nói nghe Lan Anh có trang điểm có chứ đã xong rồi là anh thấy đập về là mũ nữa. không? Ừ. Mấy giờ thì Xong Lan rồi Anh bắt đầu làm? bảy Có đúng không? Có đúng là xong bảy mới hết rưỡi rồi mới bắt đầu làm không hay 7 rưỡi mới tới nơi mà xong Lan Anh còn phải trang điểm nữa.
xong mới hết lại xuống đây à? Mấy giờ thì Lan Anh mới thật sự là bắt đầu làm? Bà ấy Rồi, mấy giờ thì Lan Anh đi về? nè, hay là chưa? Thế lúc mà Lan Anh đi về thì Lan Anh còn năng lượng không? Mệt Đây là mỏi em hay là tràn đầy mà năng lượng? cho nên là em mà lao em mà lao vậy 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 xin nhà xong nên vậy ngay. Ừ. Thì lúc mà sắp hết giờ á, là mặt mũi của Lan Anh là tràn đầy năng lượng hay là mệt mỏi? Anh Có đúng không? à, đọc đi Có đúng nghe sự em thật ơi. không? Phải nói đúng sự thật chứ. Thật sự bà dạ hay là em không đổi nha. Nếu nếu vậy thì tại sao các cô lại phản ánh là Lan Anh mệt mỏi? Không mình nào ấy. Rửa bát không sạch. Bởi vì là sắp hết giờ, Lan Anh chỉ muốn đi về thôi, Lan không có muốn làm việc nữa. Nên Lan Rồi Anh giờ xong mới về. làm vội vội vàng vàng để mà đi về, nên là rửa bát không sạch nữa. Thì mà không nghe em nói á, để bác xong rồi về. Rửa bát xong về nhưng mà vẫn là thời gian làm việc thì tại sao lại phải vội vàng để đi về? Tại sao không rửa bát thật là sạch sẽ, thật là gọn gàng, thật là chăm chú vào? Đó, chứ mà không hiểu thôi. Trẻ để bác xăm mà đầu vệ sinh xong là về. Đúng rồi, nhưng mà cái thái độ làm việc của mình phải khác chứ. Đâu phải là sắp hết giờ về cái mình làm vội 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 vàng vàng cái xong mình đi về để cho chất lượng công việc không có được tốt. Mặc dù là sắp hết giờ làm nhưng mà mình vẫn phải làm thật là cẩn thận. Mình làm lố giờ cũng được, đâu nhất thiết là cứ phải đúng giờ là đi về đâu. Mình cứ dành thời gian của mình để mà mình rửa chén cho thật sạch. Xong sau đó mình thong thả mình đi về. Đến giờ, sắp hết giờ thì mình làm đúng cái nhiệm vụ của mình. Không phải là cứ đúng 12 giờ là mình xách xách mông mình đi về đâu. Làm như vậy thì người ta đâu có thích, bởi vì người ta thấy mình tính toán quá. Trong đầu mình tính toán quá, mình không có chú trọng tới công việc, tới chất lượng công việc. Rồi, bây giờ chị Mai share cho Lan Anh màn hình nha. Xong rồi Lan Anh đọc nha. Có nhìn thấy không? Lan Anh có nhìn thấy không? Rồi. Rồi bây giờ Lan Anh đọc cho chị Mai nè. Cô Nhung chia sẻ nè. Đọc to lên. Để mặt hoạt động thân thiện có kỹ năng có bạn lâu dọc được bắt đâm sang quyết đơn trang đọc đơn và làm đúng. Rồi, thế cho chị Mai hỏi nè, điểm mạnh của Lan Anh là gì? Hoạt động Rồi. thân thiện Rồi. có các kỹ năng cơ bản Rồi, kỹ năng cơ bản Lan Anh có là gì? lao dọn Rồi. đưa bác Rồi. làm sandwich Rồi. đừng đừng đang Đơn giản.
Đơn giản. Biết Ừ. đọc. Biết đọc đơn. Biết đọc đơn. Đơn Và này là đơn đơn đúng. hàng á, là Lan Anh biết đọc đơn hàng. Đơn hàng yêu cầu làm món gì thì Lan Anh biết đọc đơn và biết làm đúng không? Ừ. Cái này là điểm mạnh của Lan Anh đúng không? Ừ. Điểm mạnh này có nghĩa là Lan Anh làm tốt rồi đúng không? Ừ. Rồi, Lan Anh có đồng ý không? Điện mạnh này có. Lan Anh đồng ý đúng không? Ừ. Rồi, bây giờ điểm mạnh này mình không có thảo luận nữa nha. Bởi vì là Lan Anh đã làm tốt rồi, mình không thảo luận nữa. Rồi, bây giờ mình đi qua điểm yếu nha. Điểm yếu cần phải cải thiện nè. Thứ nhất là gì? Nè, treo ông dẫn. Đúng rồi. Bây giờ chị Mai tắt màn hình đã. Cho chị Mai hỏi Lan Anh đã nghe theo hướng dẫn chưa? Có. Lan nghe theo hướng dẫn của ai? Có lẽ và tâm sát. Đúng rồi. Quản lý tên gì? Thị thiên. Giám sát tên gì? Vì báo Rồi. Bây giờ giám sát nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn Lan Anh? lớn tuổi Ừ. Thế giám sát nói Lan Anh có nghe không? Nếu mà chị Chiên không có mặt ở đó, giám sát nói Lan Anh có nghe không? có. Có đúng không? Rồi bây giờ Lan Anh đọc nha. Lan Anh đọc đi, nghe theo hướng dẫn. Hãy theo ông đỡ của quản lý và giám sát. Ừ. Tiếp tục. Khi chị Thiên không có mặt thì khó nghe. Ông dẫn của giám sát ít tổ hơn, kết quả công việc sẽ tốt hơn. Rồi. Rồi, khi mà chị Chiên không có mặt ở đó thì Lan Anh khó nghe hướng dẫn của giám sát, bởi vì là giám sát ít tuổi hơn đúng không? Rồi, Lan Anh có xu hướng gì? Tiếp tục đọc nào. Có số số ứng dụng quen lừa gốc ý của mà em quốc sao sao một trời trời đang dài. Đúng rồi. Câu này có nghĩa là cô Nhung đã góp ý với Lan Anh là cần phải nghe theo hướng dẫn của giám sát. Thì Lan Anh nghe, nhưng mà đến tuần sau thì Lan Anh lại quên mất, Lan Anh lại làm theo ý riêng của Lan Anh. Lan Anh lại không nghe theo hướng dẫn của giám sát nữa. Rồi ví dụ nè. Ví dụ gì? Nên sợ làm xanh huyết cái họ phải xếp đúng. Lên đọc tiếp nào. Không phải có thai để làm theo ý mình. Thái độ. Ví dụ, Lan đọc lại nào. Ví dụ. Bây giờ làm sandwich cao hỏa và xếp đúng. Đúng rồi, phải xếp đúng thứ tự đúng không? Giám Ừ. sát của Lan Anh hướng dẫn là khi làm sandwich cá hồi phải xếp đúng thứ tự như là cửa hàng Châu Ma yêu cầu. Còn Lan Anh thì sao? Lan Anh lại có thái độ làm theo ý mình. Lan Anh nói với giám sát là
là mỗi người làm theo ý riêng của mình. Như vậy là chưa đúng đúng không? Bởi vì ở nhà nếu mà Lan Anh làm sandwich cá hồi, Lan Anh không có bán cho ai hết, thì Lan Anh làm theo ý của Lan Anh là ok. Nhưng mà Joma là một cửa hàng, một quán cà phê, Joma bán hàng cho khách hàng là cần phải đảm bảo chất lượng. Thì món sandwich cá hồi là đã có một cái cách làm riêng của Joma, thì mình phải À, làm em đã đúng, yêu cầu là làm mà sẽ quay hỏi trước đã. là phải làm đúng theo như hướng dẫn của giám sát thì lúc đó khách hàng mới mua được. Còn nếu làm theo cách của riêng mình thì như vậy Nên mình là không được. khách hàng họ sẽ thấy là ủa sao sandwich cá hồi ngày hôm nay do cô bé Lan Anh làm lại khác với lại sandwich cá hồi mà Joe Ma thường hay bán. Thì nhiều khi khách hàng lại than phiền đúng không? Là tại sao chất lượng ngày hôm nay lại khác với chất lượng ngày hôm qua, đúng không? Còn nếu mà Lan Anh làm sandwich cá hồi ở nhà thì Lan Anh có thể làm theo ý của Lan Anh, không có vấn đề gì hết, bởi vì Lan Anh không có phải bán nó cho khách nào hết á. Lan Anh tự làm theo ý Lan Anh là ok. Nhưng khi Lan Anh đi làm thì Lan Anh cần phải làm theo đúng như là ở chỗ làm hướng dẫn, đúng không? Tại vì á, là cái người giám sát này họ phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Nếu mà khách hàng mà than phiền với họ là sandwich cá hồi ngày hôm nay chất lượng không có đúng, thì cái người giám sát sẽ bị sếp đặt câu hỏi đúng không? Mà sếp đặt câu hỏi tại sao hôm nay sandwich cá hồi bạn lại làm khác đi? Thế người giám sát lại phải nói là bởi vì cô bé Lan Anh không có chịu làm theo đúng tiêu chuẩn của Joma, cô bé Lan Anh muốn làm theo ý riêng của Lan Anh, đúng không? Như vậy Lan Anh là người cuối cùng là chịu trách nhiệm rồi. Nên là bài học rút ra là, chị Mai ghi nhé, ghi bằng đỏ cho Lan Anh nhé. Mực đỏ nè. Bài học rút ra là hai chấm. Khi đi làm thì cần làm chính xác. Làm chính xác nha, như hướng dẫn. Theo tất cả mọi người. Không tự làm theo ý mình, không tự làm khác đi, không tự làm khác đi theo ý mình, đúng không? Đúng rồi. Hướng dẫn như thế nào thì làm chính xác như hướng dẫn. Chị Mai gạch dưới cho Lan Anh nha. Làm chính xác như hướng dẫn, ok chưa? Ok. Nếu hướng dẫn yêu cầu là xếp lớp nào đầu tiên, xếp lớp nào sau, thì Lan Anh làm đúng y chang như vậy. Lan Anh đừng có làm theo ý của Lan Anh, vì như vậy là rất là nguy hiểm, rất là rủi ro. Nếu mà khách hàng hay là sếp của Châu Ma mà biết được thì người ta sẽ than phiền đúng không? Hay là khi Lan Anh pha nước hướng dẫn như thế nào thì Lan Anh làm đúng y chang như vậy. Chính xác như hướng dẫn. Chính xác như hướng dẫn. Rồi bây giờ Lan Anh nhìn nhìn chị Mai nè. Rồi Lan Anh nói nè, tôi quyết tâm làm Có chính xác tâm như hướng mà. dẫn. Tôi quyết tâm làm chính Tao xác quyết như hướng dẫn. rồi, tao quyết tâm
Đó làm chính xác hướng Chính xác như hướng dẫn. như hướng Rồi, 2, 3. đó quyết tâm, đó làm chính xác như hướng Lần thứ 2. đó quyết tâm, đó làm chính xác như hướng dẫn Lần thứ 3. đó quyết tâm, đó làm chính xác như hướng dẫn. Rồi bây giờ chị Mai tắt màn hình nha. Rồi Lan Anh nhìn chị Mai, Lan Anh nói lại nào. 2, 3. Đó quyết tâm, đó làm chính xác hướng dẫn Chính xác như hướng dẫn. như như hướng dẫn. Rồi, lần thứ 2. Đó quyết tâm, đó làm chính xác như hướng dẫn. Rồi, Lan Anh có hiểu làm chính xác như hướng dẫn nghĩa là gì không? Làm chính xác theo hướng dẫn là làm theo ý mình hay là làm theo Hướng hướng dẫn của giám sát? hướng dẫn. Của giám sát và của quản lý đúng không? Ừ. Rồi, ok, tiếp tục nha. Rồi, bây giờ trong trường hợp nào Lan Anh làm sai, ví dụ Lan Anh làm cái sandwich cá hồi Lan Anh xếp sai, bây giờ giám sát ra góp ý cho Lan Anh Ừ. thì Lan Anh làm theo Con giám sát, đã làm cách là sống đã. Lan Anh làm theo Ừ. giám sát hay Lan Anh làm theo ý của Lan Anh? Giám sát. Đúng rồi. Đó, Lan Anh à. Nghe hướng dẫn của giám sát nha. Nghe hướng dẫn của giám sát nha. Và khi giám sát góp ý xong cho Lan Anh thì Lan Anh nói gì với giám sát? Lan Anh cảm ơn hay Lan Anh cầu nhầu? Cảm ơn. Rồi, Lan Anh cảm ơn giám sát như thế nào nào? Cái ông là quan sát là quản lý. Lan Anh cảm ơn như thế nào chị Mai đã dạy rồi? Em biết ơn. Em biết ơn chị Trinh đã công ý cho em. Rồi, sao nữa? Em cảm ơn chị Trinh nhiều. Rồi, bây giờ bạn giám sát là bạn báu đi. Chị biết ơn báo đã công ý cho chị Rồi. cảm ơn báo rất nhiều. Rồi. Rồi ai nữa? Ai là giám sát nữa? Biết Rồi. ơn Vi đã công ý cho chị cảm ơn về rất nhiều. Rồi. Bây giờ cái việc mà Lan Anh đi làm á thì Lan Anh sẽ làm sai rất là nhiều thứ, chuyện đó là bình thường đúng không? Có rất là nhiều điều mình chưa có biết. Mình phải mở mang đầu óc ra để mình học hỏi. Cho nên ai mà tới mà góp ý cho mình mà chỉ cho mình biết á, mình phải cảm ơn người ta. Bởi vì người ta phải góp ý cho mình thì mình mới biết, mình mới làm tốt hơn được đúng không? Mình nghe lời góp ý thì mình làm tốt hơn thì lúc đó mình mới có kinh nghiệm đúng không? Mình phải cảm ơn người ta. Nên tất cả những người mà người ta góp ý cho Lan Anh phải lắng nghe. Đúng không? Lắng nghe và cảm ơn. Và từ đó Lan Anh thay đổi. Mình không có phải là cứ làm theo ý của mình, đúng không? Một người nhân viên chuyên nghiệp là một người nhân viên biết lắng nghe. Chị Mai ghi cho Lan Anh. Lắng nghe thì đã có kinh nghiệm rồi. Một người nhân viên chuyên nghiệp nào
là Tôi là được kinh nghiệm nhiều hơn. một người biết lắng nghe, được chưa? Được. Học hỏi, học hỏi từ mọi người, Mọi người biết rút kinh nghiệm, biết sửa sai đã đợi bằng chân và có thái độ biết thái gì, độ không không đúng. có thái độ biết gì, biết gì. Biết ơn. Đúng rồi. Rồi, bây giờ Lan Anh biết lắng nghe nè, học hỏi nè. Bây giờ chị Mai hỏi Lan Anh nha, một người nhân viên chuyên nghiệp là như thế nào? Được kinh nghiệm là sửa xa và có trả đó biết ơn. Rồi, Lan Anh nói lại nè, một người nhân viên chuyên nghiệp là một người như thế nào nào? Là một người biết gì? Một người nhân viên chuyên nghiệp là một người Biết. biết lắng nghe, Rồi, thứ hai. học hỏi được một người, Rồi, thứ ba. được kinh nghiệm, Rồi, thứ tư. sửa xe và có trả đó biết ơn. Đúng rồi. Bây giờ chị Mai hỏi nha. Nếu mà Lan Anh ở trong công việc Lan Anh làm sai, người ta góp ý cho Lan Anh, thì Lan Anh có lắng nghe không? Hay Lan Anh bịt tai Lắng nghe. lắng nghe rồi? Lắng nghe xong Lan Anh có hỏi người ta: chị ơi, em ơi, làm như thế nào? Lan Anh có hỏi không? Hay Lan Anh im lặng? Vì là Lan Anh chưa có hiểu phải làm như thế nào, Lan Anh chưa có biết, trong đầu Lan Anh chưa có biết, thì Lan Anh sẽ hỏi. Hay là Lan Anh im lặng, Lan Anh giả vờ như là tôi đã biết rồi? Lan Anh sẽ học hỏi hay là Lan Anh giả vờ? Mọi người Lan Anh học hỏi hay là Lan Anh giả vờ? học hỏi được một người. Đúng rồi, phải học hỏi từ mọi người đúng không? Mà học hỏi tức là phải biết hỏi đúng không? Khi mà hỏi thì Lan Anh hỏi như thế nào? Chị ơi, ví dụ chị Chiên đi. Chị Chiên ơi. Em ơi. Cái này làm như thế nào? Đúng không? Lan Anh nhớ nè. Lan Anh cứ đặt câu theo kiểu là làm như thế nào nè. Ví dụ gói bánh làm như thế nào? Gói bánh này làm như thế nào? Hoặc là Gọi bạn gọi đây về đây gặp bán làm cả sandwich cá hồi. Làm em sandwich cá hồi là cả hai. làm như thế nào? Bây giờ chị Mai cho Lan Anh thực tập nha. Bây giờ Lan Anh không biết lau bàn, Lan Anh sẽ đi hỏi như thế nào? Lan Anh phải học hỏi từ mọi người nha. Thì bây giờ Lan Anh không biết lau bàn, Lan Anh hỏi như thế nào? Chị Chiên Hỏi chị ơi. Chiên, bây giờ em biết nghe là bạn không? Lan Anh sẽ nói là: chị Chiên ơi, lau bàn làm như thế nào? Lan Anh nhớ cụm từ nè, làm như thế nào? Nào. Làm như thế nào? Rồi bây giờ Lan Anh không biết lau nhà, Lan Anh hỏi chị Chiên đi. Hai, ba.
Trái tim ơi, làm như thế nào? Lau nhà làm như thế Dạ, nào? làm vệ sinh không? Lan Anh tập trung nha. Lan Anh muốn hỏi người khác để người khác dạy cho Lan Anh đúng không? Lan Anh là học hỏi từ mọi người đúng không? Để mọi người dạy cho Lan Anh. Thì Lan Anh phải đặt câu hỏi làm như thế nào? Đúng không? Như thế nào? Làm như thế nào? Làm như thế nào? Đọc lại nào, 2, 3. Làm như thế nào? Rồi, bây giờ Lan Anh không biết lau nhà thì Lan Anh sẽ nói là chị Chin ơi, lau nhà làm như thế nào? Thì tiếng ơi, lâu là làm như thế nào? Rồi, bây giờ Lan Anh không biết gói bánh, Lan Anh hỏi chị Chin như thế nào? Để chị Chin chỉ cho Lan Anh. Thì tiếng ơi, gặp bánh làm như thế nào? Giỏi quá, Lan Anh hiểu rồi đó. Mỗi lần mà Lan Anh không biết làm cái gì, Lan Anh đi, Lan Anh hỏi ngay lập tức, được không? Mình không có giả vờ trong đầu là ô, mình biết rồi, xong rồi mình làm sai, không được. Mình không biết làm, mình đi hỏi luôn. Rồi bây giờ Lan Anh rửa chén, Lan Anh không biết rửa chén, Lan Anh hỏi như thế Chị nào? ơi, rửa chén là làm như thế nào? Đúng rồi. Rồi Lan Anh không biết cọ nhà vệ sinh, Lan Anh hỏi như thế nào? Chị ơi, cậu ơi xin làm như thế nào? Rồi, bây giờ Lan Anh không biết là làm sandwich cá hồi. Lan Anh hỏi chị Chiên. Chị Thiên ơi, làm bánh xe buýt làm như thế nào? Làm bánh sandwich cá hồi. Xe buýt cả hỏi làm như thế nào? Rồi, bây giờ Lan Anh không biết pha cà phê. Lan Anh hỏi chị Chiên thế nào? Chị Chi ơi, em biết pha cà phê làm như thế nào? Rồi đúng rồi. Bây giờ không hỏi chị Chiên nữa mà hỏi Báu. Ơi, làm sao quyết câu hỏi như làm như thế nào? Đúng rồi. Bây giờ hỏi ai là giám sát của Lan Anh nữa? Ai là giám sát của Lan Anh? Đã báo Báu, rồi ai nữa, tên gì? Vi Rồi Lan Anh hỏi Vi coi rửa bát Vi như thế nào. Vi ơi, được làm như thế nào? Rồi, rồi sắp hết giờ, Lan Anh lại log in lại nhé. Rồi mình học tiếp, ok. Sáu xe máy là mở vô lúc rồi. Chờ xíu, rồi. Chị Chin hướng dẫn cho em với à.